Rồi bây giờ vào thực hành. Vào bài thực hành. Vào làm chưa, cứ ngồi nói chuyện này. Rồi, bây giờ để thực hành môn ngôn ngữ lập trình C này. Chúng ta thực hành trên phần mềm tên là DeepC cộng cộng. Giao diện phần mềm như thế này. Bây giờ tạo một bài mới. Để tạo một bài mới thì vào menu File New, chọn ở đây nó có hai lựa chọn đấy. Thì nếu mà lựa chọn Project thì là mình sẽ lựa chọn khi mà làm việc với nhiều file, nó sẽ làm ở trên một cái project nó rất là lớn. Ngoài cái chương trình chính của mình ra thì nó sẽ có các rất nhiều các file khác, là các file thư viện, mỗi file sẽ làm một nhiệm vụ riêng của nó. Còn nếu mà lựa chọn Source File thì nó sẽ chỉ tạo ra một file thôi. Khi mà mình lập trình chương trình nhỏ, chương trình đơn giản mà nó chỉ có một vài cái hàm như thế này thì mình chỉ sử dụng cái source file thôi. Các bài thực hành trên lớp là chỉ lựa chọn là source file. Đấy, thì lựa chọn source file đấy, nó sẽ ra cửa sổ trắng như thế này. Ở đây là cái cửa sổ để soạn thảo chương trình. Đó, thì chúng ta sẽ soạn thảo cái chương trình lập trình ở đây. Bắt đầu theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C thì cái dòng lệnh đầu tiên là khai báo thư viện thang include, sau đó là hai cái ký hiệu bắt đầu cái mở khai báo, mở mở cái khai báo thư viện là cái ký hiệu dấu nhỏ hơn này, đóng là cái ký hiệu lớn hơn này. Thì để ý một cái là khi mà chương trình, khi mình gõ ra cái ký tự mở khai báo thư viện đấy, đấy, cái từ nhỏ hơn ấy, thì chương trình nó tự động đóng cho luôn. Cái này là một cái chức năng rất hay của ngôn ngữ, của cái phần mềm lập trình này, giúp cho mình không bị quên. Bởi vì nếu mà gõ cái mở khai báo ra ấy, nhưng mà khi mà mình viết xong cái tên thư viện có thể là sẽ quên quên cái đóng khai báo thư viện này, thì như vậy là chương trình nó sẽ lỗi. Do đó là cái này rất hay của phần mềm, là khi mà mình mở ra thì chương trình nó tự động đóng luôn. Sau này các cái ngoặc đơn hay ngoặc gì cũng thế, chương trình nó sẽ tự đóng cho mình luôn. Đấy, và cái trong cái cửa sổ soạn thảo này mình có thể phóng to thu nhỏ cái phông chữ để cho sao cho thuận tiện, bằng cách là giữ phím Control sau đó là lăn bi chuột thì là nó sẽ phóng to thu nhỏ. Có thể phóng to đến phông chữ nào để phù hợp với mình quan sát thì là được. Cái thư viện khai báo đầu tiên của cái chương trình lập trình này, stdio.h, thư viện mặc định dùng để thao tác với các lệnh điều khiển vào dữ liệu và ra dữ liệu. Đó. Thì sau khi có xong cái chấm h ấy, thì con trỏ chuột nó đang ở trong này, đang ở trong cái phạm vi để khai báo cái thư viện đấy. Thì bây giờ muốn xuống dòng để viết một cái dòng lệnh mới thì mình sẽ phải đến cuối dòng, click con chuột đến cuối dòng này xong rồi ấn enter. Bởi vì nếu mà ấn enter luôn thì nó sẽ enter cái đóng khai báo mất xuống dưới mất. Đấy, sau khi lệnh khai báo thư viện xong thì đến chương trình main viết là int cách main, sau đó mở ngoặc đơn. Thì khi mà mở ngoặc đơn ra thì chương trình tự động đóng ngoặc đơn luôn. Thì khi mà chương trình tự động đóng ngoặc đơn cho mình thì là cũng giúp mình là đỡ bị quên cái đóng ngoặc đấy. Do đó là cứ để kệ như vậy thôi, chứ không không bạn nào thấy nó tự động đóng ngoặc cho lại xóa đi thì là nó sẽ lỗi đấy. Tự động mở ngoặc, khi mình mở ngoặc chương trình tự động đóng ngoặc này thì lại cho con trỏ chuột đến cuối dòng bằng cái nút mũi tên trên bàn phím. Khi mà mình đang dùng bàn phím ấy, thì có thể dùng mũi tên trên bàn phím hoặc là ấn phím em này. Phím em trên bàn phím thì là con trỏ chuột nó sẽ xuống cuối dòng. Cuối dòng để cho mục đích là mình đưa con trỏ chuột đến cuối dòng này để có thể ấn enter được. Ấn phím enter thì nó sẽ xuống dòng. Bởi vì nếu không làm như vậy thì khi mở ngoặc đơn ra này thì nó đóng ngoặc đơn cho, thì nếu mà mình ấn enter luôn thì nó xuống luôn cái đóng ngoặc đơn này. Thì như vậy không được. Thì con trỏ chuột đang ở đây mình cho xuống dòng đã. Xuống dòng bằng cách ấn phím em trên bàn phím. Cái phím viết như này. Thì là con trỏ chuột đến cuối dòng thì ấn enter. Sau đó là mở cái ngoặc nhọn ra, ấn cái mở ngoặc nhọn. Thì khi mà soạn thảo code này có một chú ý là
nếu mà có Unikey thì để Unikey sang chế độ gõ tiếng Anh thôi. Nếu mà để tiếng Việt thì khi mà mình gõ một số cái thì nó sẽ thành tiếng Việt có dấu, thì chương trình nó sẽ lỗi. Và khi cái gõ cái mở bằng nhọn ra thì là cái phím tắt của cái phím của cái chữ ư trong tiếng Việt ấy, thì là nó sẽ lỗi này. Nếu mà để chế độ gõ Unikey tiếng Việt này nó sẽ hỏi chấm này thì không được. Để sang chế độ gõ tiếng Anh thì nó sẽ không bị cái lỗi đấy. Mở hoặc nhọn ra này thì chương trình tự động đóng hoặc nhọn luôn. Sau đó ấn Enter. Ấn Enter thì để ý một cái nữa là chương trình nó tự động lùi đầu dòng cho mình luôn. Mở hoặc đơn này, mở hoặc nhọn này. Thì chương trình tự động đóng hoặc nhọn này, và nếu ấn Enter luôn ấy, thì chương trình nó tự động lùi vào một khoảng này. Một khoảng này nó tương đương với mình ấn phím tab. Phím tab trên bàn phím. Cái phím nó ghi như này này. Nó lùi tự động, nó lùi vào một đoạn tương đương với mình ấn phím tab trên bàn phím, thì mình sẽ bắt đầu viết code ở cái đoạn mà nó lùi lại như này, được chưa? À, chứ nó tự động lùi này rồi thì không không xóa đi nhá, nó tự động lùi cho mình, có nghĩa là nó mình nên trình bày như thế thì chương trình của mình nó rõ ràng và dễ hiểu. Đây, khi ấn enter này nó tự động lùi vào đây này, mình sẽ viết code luôn ở đây chứ không được ấn xóa đi xong rồi viết sát code đầu dòng như này. Đấy, không không viết code sát đầu dòng như này thì nó chương trình nó sẽ rất khó khó nhìn. Chương trình nó đã lùi vào đây rồi, mình sẽ bắt đầu viết ở đây này. Rồi bây giờ viết cái chương trình đầu tiên, chương trình đơn giản nhất theo như đề bài này. Nhập vào từ bàn phím hai số AB, tính tổng hiệu tích thương và in kết quả lên màn hình, sử dụng các câu lệnh ở trong lý thuyết của buổi trước. Như vậy đầu tiên thì chúng ta phải khai báo đã, khai báo sự có mặt của các cái biến đấy. Thì đầu tiên là có biến AB, đề bài thì không yêu cầu là số nguyên hay là số thực gì, thì để tổng quát thì mình vẫn khai báo là số thực float, có thể nhập vào bất kỳ là một số thực float nào, người dùng có thể nhập vào một số bất kỳ là số thực, sau đó tính tổng hiệu tích thương. Khai báo hai biến A này, B này, tổng hiệu tích thương. Đấy. Và chỗ khai báo này thì về vấn đề trình bày thì cũng có một đặc điểm là nên tạo thành thói quen này, tức là gì, khi mà ngăn cách nhau ấy thì biến trước này, sau đó phẩy, sau đó cách, biến sau, rồi chèn thêm một dấu cách ở đây đó, chứ không viết liền như này. Nó chỉ là cách trình bày để sao cho mình dễ nhìn và dễ trình bày nó thoáng và đẹp thôi. Tổng hiệu tích thương này là kết thúc câu lệnh khai báo thì chấm phẩy. Sau khi khai báo biến xong thì câu lệnh tiếp theo là phải là nhập dữ liệu cho các biến AB theo như đề bài. Đề bài yêu cầu như nào thì mình cứ làm lần lượt như vậy. Đầu tiên là nhập vào, nhập dữ liệu cho nó đã. Hai số AB này, lưu giá trị cho hai biến AB đấy. Sau đó mới tính. Tính xong thì in. Như vậy đầu tiên là nhập giá trị cho AB thì theo như lý thuyết thì chúng ta sẽ làm câu thông báo lên. In lên một câu thông báo nhập nhập A này bằng bao nhiêu đấy, để người dùng nhìn vào là biết là nhập cho dữ liệu cho A. Sau đó gọi là scan, dùng cái đặc tả là chỗ này biến khai báo là float, đặc tả là phần trăm F, đối số là địa chỉ của A. Tương tự như vậy, viết lệnh nhập dữ liệu cho biến B, cũng in ra câu thông báo là nhập B bằng, sau đó gọi lệnh scan, đặc tả cũng là phần trăm F. Cuối mỗi dòng là chú ý là có chấm phẩy. Rồi, sau khi nhập dữ liệu cho A và B xong bằng cái câu lệnh như này, thì câu lệnh tiếp theo là câu lệnh tính, tính giá trị theo đề bài này, nhập xong xong rồi tính này, tổng hiệu tích thương. Thì như vậy câu lệnh tính về về cách trình bày thì cũng nên để ý một cái đặc điểm nữa, đó là những cái nhóm lệnh mà nó có ý nghĩa nó khác nhau một chút ấy, thì mình lên lên cách với nhau bởi bởi một cái khoảng trắng này, một cái dòng trắng này, thì sẽ quan sát code nó dễ hơn. Tức là cái sau khi cái khối lệnh nhập xong này
Thì phần tiếp theo là tính toán ấy, thì mình sẽ cách cái phần trước là một cái enter này, một dòng trắng. Thì gọi là nên trình bày như vậy để cho nó thoáng, sau này mình quan sát lại nó dễ. Thực hiện tính tổng thì tính bằng A cộng B. Ở các phép này thì chỗ này nên có các dấu cách vào này. Giữa các toán tử với các toán hạng thì nên có dấu cách vào, ngăn cách nhau bởi một dấu cách. Đó là cách trình bày để cho chương trình nó dễ dễ theo dõi. Hiệu tính xong thì in giá trị lên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ in các cái giá trị này, cũng sử dụng cái câu lệnh print ở trong cái chuỗi điều khiển. Chuỗi điều khiển thì là sẽ in ra, tức là in, nếu mà chỉ in giá trị không thì là người dùng nhìn vào sẽ không biết là in cái gì, mà mình sẽ phải in ra cái chữ là mình định in cái gì, tức là tổng bằng in cái chữ tổng mà bằng bao nhiêu này, sau đó mới in giá trị thì là người dùng nhìn vào mới biết được đấy là cái số của cái gì, cái giá trị đấy là của số nào. À, in ra cái này là nó sẽ in ra chữ tổng bằng này, sau đó là bây giờ muốn in ra giá trị thì phải có cái bảng tả chuyển dạng ở đây, còn cái dữ liệu mình cần in ra là F. Như vậy bắt đầu bằng phần trăm, là dữ liệu biến là float thì bắt đầu phần trăm, và cái kết thúc của cái bảng tả là F thì nó sẽ in ra số dạng số thực, in ra giá trị tổng. Sau đó là viết câu lệnh in ra giá trị hiệu và cứ lần lượt như vậy. Thì để cho nhanh có thể thực hiện thao tác copy này, copy dòng trên rồi sửa. Cách để copy cho nhanh, cho nó chuẩn nhé, thì bôi đen này từ đây lên dòng trên này, sau đó copy, sau đó dán vào thì không phải ấn enter nữa. Sau khi in xong màn hình xong thì là gọi là hết các yêu cầu của đề bài rồi. Tính tổng hiệu tích thương đề bài này, tính tổng hiệu tích thương, sau đó in kết quả lên màn hình. Thì như vậy tính xong, đây là các câu lệnh tính toán và đây là các câu lệnh in giá trị kết quả lên màn hình. Thì sau khi đã hết xong các câu lệnh theo yêu cầu của đề bài rồi, bây giờ tiến hành chạy chương trình. Để chạy chương trình ấy, thì để con trỏ chuột lên các cái chỗ thanh công cụ này, có một cái nút, nó có, khi mà mình di chuột đến ấy, thì nó có tên, nó hiện ra là compile run F11 này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ click chuột vào đây. Cái còn cái F11 nó mở ngoặc ra, tức là phím tắt, tức là phím tắt thì mình sẽ có thể click chuột vào đây, dùng chuột thì click vào đây, hoặc là nếu mà ấn phím thì ấn phím F11 compile run này, thì tức là nó sẽ tiến hành thao tác gọi là thao tác biên dịch và chạy chương trình. Có một số menu bên cạnh nữa, để ý là cái nút này nó ghi là compile F9 ấy, thì tắt là F9 thì compile tức là nó chỉ biên dịch thôi. Còn cái này nút bên cạnh là run, có nghĩa là nó chạy, nó chỉ chạy thôi chứ nó không biên dịch. Còn cái nút này là vừa biên dịch và vừa chạy. Đấy, tức là khi mà mình viết chương trình này, nếu mà ấn nút compile ấy, thì nó sẽ chỉ biên dịch từ cái ngôn ngữ lập trình này ra cái ngôn ngữ để cho máy nó hiểu, chứ nó không chạy, nó chỉ biên dịch ra như vậy thôi chứ nó không chạy. Còn nếu mà ấn nút run này thì là nó sẽ chỉ chạy. Khi mà mình sửa chương trình ấy, nếu mà mình sửa chương trình mà không ấn biên dịch lại mà ấn luôn luôn nút run thì nó chỉ chạy cái chương trình cũ thôi, cái chương trình mà đã biên dịch lần trước. Còn nếu ấn nút này thì là khi mà mình sửa code chương trình ấy, thì ấn nút này compile run này thì là nó vừa sửa chương trình và vừa biên dịch lại, và nó vừa chạy lại cái chương trình mới luôn. Thì như vậy để cho chắc chắn thì bây giờ mình cứ ấn cái nút compile run này thì là thực hiện tất cả các thao tác luôn, bởi vì là cái thao tác biên dịch thì nó rất là nhanh thôi. Đó, ấn nút này để chạy chương trình.
thì khi chạy thì nó sẽ ra cái cửa sổ như thế này, là cửa sổ để lưu file. Nếu như mình chưa lưu file, vừa nãy mới tạo ra file mới thôi nhưng mà chưa lưu, thì chưa lưu file nó sẽ hiện ra cái cửa sổ như này để mình lưu này, mặc định của nó ở trong document này, nhưng mà không nên lưu theo mặc định, bởi vì lưu theo mặc định là để ở đây thì là nó sẽ để trong document ổ C thì nó sẽ lộn xộn, và sau này khi mà bị lỗi lỗi hệ điều hành mình cài lại nó mất mất, thì lưu nên lưu ở ổ D, ổ D rồi tạo thư mục mới, tạo thư mục mới, sau đó lưu bài vào đây. Cái tên mặc định của nó như thế này, cái dòng dưới là save as type, tức là cái kiểu mà mình sẽ lưu là đuôi chấm gì, còn cái phần trên là file name, là tên của cái file đấy. Tiến hành lưu file ở đây thì có thể đặt tên là bài 1, cái đuôi file là chấm cpp thì mình sẽ để nguyên, sau đó ấn nút lưu thì là nó sẽ lưu cái file đấy và chạy chương trình, nó ra cửa sổ màu đen như thế này. Cái cửa sổ màu đen này là cái cửa sổ chạy chương trình, nó hiện ra như này. Bây giờ tiến hành làm lần lượt các thao tác, nhập dữ liệu cho A, khi chạy chương trình nó hiện ra câu thông báo nhập A bằng này, mình tiến hành nhập A, nhập B bằng, tiến hành nhập B, sau đó nó chương trình nó sẽ in ra kết quả. Đó, thì mình nhận thấy là nó sẽ in ra là tổng bằng 7.000 này, sau đó là hiệu bằng 3.000, tích bằng 10.0, thưa bằng 2.5. Đấy. Thì để ý về cái cách nó in ra màn hình thì là thứ nhất là nó in tất cả trên một dòng, thì mình nhìn vào như này thì nó các cái kết quả nó cứ liền tù tì nhau, như vậy thì là không được, thì là trình bày như này nó rất xấu. Bây giờ muốn là mỗi cái nó in trên một dòng, tổng bằng bao nhiêu xong rồi in trên một dòng, hiệu bằng bao nhiêu xong rồi xuống dòng, như vậy thì mình sẽ phải thêm cái lệnh xuống dòng nữa ở mỗi một cái lệnh in này, và cái lệnh xuống dòng thì là có cái phần trong cái chuỗi điều khiển mình sẽ để cái câu lệnh xuống dòng là gạch chéo n, theo như lý thuyết là cái chéo n này. Đấy là thứ nhất về cách in ra. Cách thứ hai là cái số này nó in ra nhiều chữ số thập phân quá, 6 chữ số thập phân, bởi vì là ở đây cái chỗ đặc tả của mình là phần trăm f, vắng cái phần dấu trừ, tức là ba cái phần ở giữa vắng, vắng thì nó mặc định cái phần số lượng có dấu cho số thập phân đấy là 6, theo như lý thuyết là 6. Bây giờ sẽ phải làm thế nào để thiết lập nó in ra một hoặc hai chữ số thập phân thôi, thì kết quả nhìn vào nó ngắn gọn, như này nhiều chữ số thập phân quá. Rồi, bây giờ mình biết như vậy là mình sẽ sửa code. Bây giờ tắt cái cửa sổ chạy này đi, ấn nút X này để tắt cái cửa sổ chạy đi này. Bây giờ tiến hành sửa code, in thì mỗi cái một cái xuống dòng thì là dùng ký hiệu gạch chéo n này, hiệu bằng mỗi một cái in này cũng có một cái gạch chéo n để xuống dòng. Xong rồi sau đó là thiết lập số chữ số thập phân in ra màn hình ấy, thì mình thiết lập hai chữ số thập phân in ra màn hình thôi, thì cái phần thành phần số lượng số thập phân ấy, thiết lập là chấm bao nhiêu, cái thành phần chấm pp đấy thiết lập là chấm mấy, thì là nó sẽ in ra tương tương vào số lượng số chữ số thập phân, chấm hai thì nó sẽ in ra hai chữ số thập phân. Như vậy vì là phần trăm chấm hai f, dấu trừ có thể để vắng để trống được, cái thành phần f là số lượng cái độ rộng tối thiểu nó in ra màn hình, thì mình không cần cái độ bài này không cần trình bày theo kiểu ma trận, cho nên là không cần trình bày đẹp, không cần trình bày thẳng hàng thẳng cột của các cái dữ liệu ma trận với nhau, cho nên là mình không cần phải trình bày về cái số lượng tối thiểu nó in ra màn hình đấy. Chạy chương trình thì khi nhập a bằng 6 b bằng 4, cái kết quả này nó đã tính toán và nó in ra tổng bằng 10.00, hiệu bằng 2, tích bằng 24, thưa bằng 1.5, mỗi cái xuống dòng một lần và nó in ra hai chữ số thập phân thôi, thì như vậy là đúng theo ý nghĩa lập trình rồi.